rồi đem em lại xuống luôn nha. Ai cha. Máy kéo ra đây các bạn. Đó, cái hai chiếc máy kéo ra nha. Nó chờ một lam nữa anh em mới xuống nha các bạn. Gán quay bữa nay với mời đi, mốt anh đi rồi đó. Mày đi rồi tao tha mày à. Mốt anh đi với Thận nha Hải. Anh cũng đi vậy. Anh đi với Thận nha hả? Ừ. Rồi em xuống anh không quánh cho anh cho em hỏi buồn. Biết kiếm gặp không? Em dặn em chỉ điểm cho anh mà nói anh kiếm em gặp em làm sao. Chỉ điểm mày đi hồi sáng mà tới giờ tao mới điện, đi. Anh nghĩ là điện thoại em điện cho anh là mười mấy ngàn, anh điện hết trơn rồi đó. Anh mua cái bánh này nha. Anh nghĩ là không được rồi. Chắc mình chia tay quá anh hả? Mời chia tay rồi. Mấy bữa nữa? Mời chắc là mình góp đi. Vậy đó hả? Không trả gì hết đi. Ôi, mai muốn kiếm Vĩnh Tận ăn đùn. Điện hả? Điện hả? Ừ? Bên đây. Mốt bị quay máy lại cái quay mặt sáng thái lên lại. Vừa cứ lên một quần. Mày quay ngay idol cũng lên. Mình đừng nói phải chú Phan Quốc Hải không? Chú nó không. Tức là có mấy thằng vô mình lẫn biết mẹ chứ như mình lẫn là 7-3 không à. Vậy đó. Mà gì phun nước vô cái lần liền. Ừ mày giỏi lắm. Vậy đó. Rồi sao ơi gì bắt cán. Nó âm cầu còn không lên nó bắt cán. Nó đâu có thấy cái hiện trường của mình đâu. Vậy đó nó hùng dặn lắm. Cho nó dục uống anh cậu mình hết đi.
Rồi bắt đầu tới hai máy kéo qua luôn các bạn. Ủa sao ve lại rồi? Sửa cầu. Bữa nay về luôn hả vậy? Rồi mấy cái máy đi hông không quật luôn á. Thấm thế rồi, cầu này đẹp chứ. Rồi đem em này xuống luôn nha. Ai cha. Rồi. Rồi đua các bạn. Đây một lùi luôn đó. Thứ gì mà còn, cô kẹp một chập ba máy.